Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi chiết nhãn, mà là chiết nhãn lông nha các bạn. Đây là cây nhãn lông của mình nè, mình chuẩn bị trèo lên mình chiết nè các bạn. Mình có vô sẵn những cái bao cho gì nè. Đây là những cái bao cho mình vô sẵn gì nè. Mà nhãn thì mình cũng đã khâu rồi. Bây giờ mình trèo lên mình bầu nó vô nha các bạn. Đây là cây nhãn lông của mình nè. Mình xem nè. Bự không? Rồi ok, giờ mình trèo lên quay cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình trèo lên nha các bạn, trèo lên mình bầu lại. Giờ mình đỡ đi. Đây là một số nhánh mình cũng đã chiết rồi nè, mình cũng đã chiết và bầu rồi nè các bạn. Còn đây là những cái nhánh mình khâu mà mình chưa có chiết nè các bạn. Đó. Đây là bên số đây là mình chiết rồi. Đó, mình khâu rồi, mình bó hết rồi nha. Ok, giờ mình bó cho các bạn xem nha. Ok, giờ mình bắt đầu mình lấy dây mình cuộc mấy cái chỗ khâu nha các bạn. Đó. Chỗ khâu nè. Đó, bây giờ mình cuộc ở đây nha. Mình cột vậy là để cho nó không có bị gì nữa, nó không bị liền mặt xuống như này nè. Mình cột khâu ngang đây là cho nó mau rễ nha các bạn, nó mau ra rễ, nó không bị u nặng lên đó. Mình cột kia nè. Cột ở dưới cái da nha các bạn, cột ở dưới cái da này, mà không cột trên da này nha, mình cột ở dưới này nha. Đây nè, thấy không, mình không có cột lên cái da này, mình cột ở dưới chỗ cái mình khâu á. Còn bầu thì mình cắt cái bầu nha các bạn, còn sẽ đôi ra sẽ xu xuống nha. Đó, mình tách vậy nè, ốp lên, mình ốp lên, mình ốp cái da nha các bạn, cho nó ra rễ, ra chỗ cái da này nha. Trên cây nó quay cả lắc lắc bạn ơi, bạn thông cảm nha. gió quá, gió đang trên đọt cây các bạn ơi. Đó, giờ là mình xong được một bầu rồi, tiếp bầu thứ hai nè, cũng lấy cọng dây nè, cột đây ha, cái này nè. Tương tự vậy luôn nha, mình cũng cột ở dưới luôn, không cột lên cái da đó. Đơn giản, cái này chấu này mình trộn xôi dừa với chấu 5 năm nha, ví dụ 5 kg xôi dừa cũng là 5 kg chấu vậy nha bạn, 5 kg cho chấu á, 5 năm thôi được rồi.
cây nhãn long được 40 năm nha các bạn. Nó lão dữ lắm rồi. 40 năm. Cây nhãn này ông nội mình nó trồng hồi đó là 40 tuổi. Mà bây giờ ông nội mình là 85 tuổi rồi. 45 năm luôn rồi chứ. 45 năm. Là thấy ghê không? Đây, đây là những nhánh nhãn hồi nãy giờ mình chiết mình quay cho các bạn xem nè. Đó. Nè. Còn nhiều lắm bạn. Đây nè các bạn. Đó. Mình đứng rồi nè, các bạn coi mình đứng rồi ha, đứng vậy đó các bạn, đứng trên cây nhãn vậy nè, thấy cây không? Rồi ok, các bạn xem video cảm thấy hay nhớ ủng hộ mình bằng bắt đăng ký nha, nhớ bấm like bấm thích nha, cảm ơn các bạn nha.